Vâng, chào các bạn, tôi đang có mặt tại Thái Lan. Đây là một hình thức bán cơm trưa ở trong một cái khu du lịch. Người Thái thì họ có những cái món cơm trưa cơ bản như là trứng ốp la, xúc xích nướng, rồi mực xào và những cái món ăn đặc trưng của người dân bản địa. Và mỗi một phần cơm như thế này thì được bán với giá khoảng 40 baht các bạn, thì nó tương đương với khoảng 28.000 tiền Việt Nam. Cơm thì được đựng trong những cái thùng xốp như thế này. Mực xào được múc vào phần cơm. Thức ăn là khá là nhiều, với giá 28.000 thì khá là rẻ.